Một ngày mới đang bắt đầu, thiên đường nghỉ dưỡng Nam Đảo Ngọc Phú Quốc chào đón những vị khách đầu tiên, những hội viên mới nhất của Soul Club. Những nhà đầu tư bất động sản đã quyết định sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng Premier Felix Phú Quốc Resort và Codotel Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay. Họ cũng chính là những thượng khách đầu tiên trải nghiệm kỳ nghỉ đẳng cấp 6 sao bên gia đình và người thân tại khách sạn JW Marriott Phú Quốc, một tuyệt tác nghỉ dưỡng, một lâu đài xa hoa trên mặt biển, được thiết kế bởi thầy phù thủy trong thiết kế resort, top 5 kiến trúc sư hàng đầu thế giới Bill Beasley, cùng những dịch vụ thượng lưu đẳng cấp nhất dành cho người say nghỉ dưỡng. Đó sẽ là những khoảnh khắc trọn vẹn khó quên khi đón bình minh rạng rỡ trên đảo Ngọc Phú Quốc tại Bãi Khem, bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, và trải nghiệm thư giãn khi lướt cano vòng quanh đảo Ngọc và ngắm nhìn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort and Spa từ khơi xa. Đồng thời, những nhà đầu tư, những hội viên của Soul Club cũng được hòa mình vào không gian âm nhạc đẳng cấp nhất giữa đại dương từ chương trình Bản Hoan Ca Của Biển với sự tham gia của các ca sĩ danh tiếng trong nước và hải ngoại như Thu Phương, Mạng Kiều. Ra đời với mục đích phục vụ cho những khách hàng sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group, thẻ Soul Club với 3 hạng, thẻ kim cương, thẻ bạch kim và thẻ vàng sẽ mang đến cho chủ nhân những trải nghiệm thú vị cũng như những ưu đãi quyền lợi đặc biệt. Chủ thẻ được miễn phí vé vào cửa và miễn phí các trò chơi tại các điểm vui chơi giải trí của các dự án Sun Group như Banana Hills Mountain Resort, công viên châu Á Asia Park. Chủ thẻ sẽ là khách hàng đầu tiên được cung cấp thông tin liên quan đến các sản phẩm do tập đoàn Sun Group đầu tư, các sản phẩm khác theo thông báo của tập đoàn Sun Group tại từng thời điểm, đồng thời được xem xét hưởng ưu đãi chiết khấu khi mua, thuê các sản phẩm tiếp theo của tập đoàn Sun Group, được mời tham gia các chương trình giao lưu, sự kiện văn hóa và các buổi biểu diễn đặc biệt do tập đoàn Sun Group tổ chức. Bên cạnh đó, trở thành thành viên của Soul Club, hội viên sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt khi thụ hưởng những dịch vụ giải trí sang trọng bậc nhất như được ưu đãi giảm giá cao nhất đến 30% khi tham gia trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng quý giá cùng người thân và gia đình tại những tuyệt tác nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới như Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort, Premier Felix Đà Nẵng Resort, Friends Felix Banana Hills Mountain Resort, JW Marriott Phú Quốc. Được giảm tối đa lên đến 50% chi phí khi trải nghiệm cảm giác chinh phục sân golf 18 lỗ Banana Hills Golf Club, sân golf đẳng cấp quốc tế được thiết kế bởi golf thủ nổi tiếng người Anh Luke Donner. Chương trình Bình Minh Trên Biển chính là lời tri ân chân thành nhất của Sun Group tới những hội viên mới nhất của Soul Club, những nhà đầu tư đã sở hữu một trong những biệt thự Premier Felix Phú Quốc Resort hay căn hộ Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay. Sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng tại Nam Phú Quốc với hai dự án, biệt thự Premier Felix Phú Quốc Resort và Codotel Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay, nhà đầu tư không chỉ sở hữu cơ hội sinh lời không giới hạn trên những vị trí vàng ngày càng khan hiếm, mà còn chính thức trở thành hội viên của Soul Club, câu lạc bộ danh giá của những doanh nhân thành đạt, mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác kinh doanh vô cùng lý tưởng và được thụ hưởng những giá trị đẳng cấp nhất về nghỉ dưỡng và giải trí. Chính vì vậy, quyết định đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng hai mặt biển đắt giá Premier Felix Phú Quốc Resort và căn hộ nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại bãi biển đẹp nhất Nam Đảo Phú Quốc chính là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn của những nhà đầu tư dẫn đầu xu thế.